Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ năm ngày 17 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý sau. Quý vị khán giả, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 891 ngày 16 tháng 2 năm 2022 về việc tăng cường phòng chống dịch và tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là trẻ 12 đến 17 tuổi. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố như sau. Về công tác tiêm chủng, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố rà soát kỹ các đối tượng chưa tiêm, tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng, nhất là chuẩn bị kế hoạch và tổ chức tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo công văn số 655/BIT-DP ngày 15 tháng 2 năm 2022 của Bộ Y tế, Bắc Cạn là một trong 9 tỉnh có tỷ lệ tiêm cho trẻ 12 đến 17 tuổi đạt thấp. Để nhanh chóng hoàn thành việc bao phủ 2 liều vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, yêu cầu Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tiêm chủng 2 liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đảm bảo an toàn tiêm chủng và thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng, phản ứng sau tiêm chủng theo quy định, kịp thời, chính xác. Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về việc chậm trễ trong công tác tiêm chủng trên địa bàn. Các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan nhà nước và nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Với nội dung trên, các cơ quan đơn vị địa phương triển khai thực hiện. Thưa quý vị, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cấp 6 mã vùng trồng thạch đen xuất khẩu ở xã Văn Vũ, huyện Na Rì với diện tích trên 19 ha. Các diện tích được cấp mã số vùng trồng sẽ là cơ sở để phát triển vùng nguyên liệu bền vững, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, nâng cao giá trị của cây trồng này tại huyện Na Rì. Cục Bảo vệ Thực vật đã đề nghị chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Nông dược Việt Nam có trách nhiệm quản lý sinh vật gây hại và kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật và quản lý chất lượng tỉnh Bắc Cạn thực hiện giám sát các vùng trồng đã được cấp mã theo quy định. Năm nay huyện Na Rì có kế hoạch trồng 70 ha cây thạch đen. Đến thời điểm này người dân trong huyện đã trồng được 50% diện tích và đang tiếp tục trồng các diện tích còn lại. Thời gian qua, nhiều diện tích đất nương rẫy kém hiệu quả đã được người dân chủ động chuyển đổi sang trồng rừng sản xuất, qua đó từng bước tăng thu nhập. Cụ thể, trong 10 năm trở lại đây, người dân trên toàn tỉnh đã chuyển đổi được hơn 2.000 ha đất nương rẫy hoang hóa, cằn cỗi sang trồng rừng. Bằng việc quan tâm cải tạo, phát dọn những diện tích trồng ngô, sắn, cây tạp cho năng suất thấp, sang trồng những cây rừng có giá trị kinh tế cao hơn như keo, mỡ, quế, thông, lát. Những người làm nghề lâm nghiệp trong tỉnh đã có nguồn thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân còn chủ động đổi mới phương thức trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình chăm sóc, đặc biệt là chuyển hướng sang kinh doanh cây gỗ lớn nhằm tăng thêm nguồn thu cho gia đình, đồng thời góp phần nâng cao giá trị rừng trồng, đáp ứng nhu cầu và tiêu chuẩn về chế biến gỗ xuất khẩu. Thưa quý vị, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho khu vực kinh tế tập thể, trong năm 2022, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực cho các hợp tác xã. Hiện nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đang tranh thủ mọi nguồn lực để hỗ trợ cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn trong hợp tác xã, hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý cho các hợp tác xã. Trong đó, dự kiến sẽ tổ chức từ 7 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thành viên hợp tác xã trở lên. Đào tạo trình độ cao đẳng đại học cho 75 cán bộ quản lý hợp tác xã, đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp cho 112 người. Việc thực hiện tốt chính sách đào tạo nguồn nhân lực sẽ góp phần giúp các cán bộ hợp tác xã nâng cao năng lực quản trị sản xuất kinh doanh, đồng thời phát huy sở trường thế mạnh của mình, từ đó góp sức xây dựng khu vực kinh tế tập thể ngày càng phát triển. Năm 2022, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ từ 5% trở lên so với năm 2021, tỷ lệ nợ quá hạn giữ ổn định ở mức dưới 0,16%, tỷ lệ thu lãi đạt trên 98%. Tính đến cuối năm 2021, tổng nguồn vốn chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thực hiện đạt trên 2.310 tỷ đồng, tăng 98 tỷ đồng so với cuối năm 2020, với hơn 41.300 khách hàng. Tốc độ tăng trưởng đạt 4,46%. Để đạt được kế hoạch tăng trưởng 5% trở lên vào năm 2022, chi nhánh ngân hàng đã chỉ đạo theo hệ thống dọc tổ chức chính trị xã hội, tổ tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.
tập trung rà soát nhu cầu vay vốn, bình xét cho vay, hoàn thiện hồ sơ gửi Ngân hàng Chính sách Xã hội để giải ngân nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, đảm bảo 100% các hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn đều được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách, không được để các hộ trên tiếp cận với hoạt động tín dụng đen, phối hợp phân tích, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn và lãi tồn đọng, đặc biệt triển khai các chương trình tín dụng, gói hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và các chương trình hỗ trợ người dân phục hồi kinh tế theo quy định. Bộ Y tế đã ban hành văn bản về hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị COVID-19. Theo đó, nếu bị lây nhiễm COVID-19, người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội là F0 điều trị tại nhà, có cơ hội được hưởng chế độ ốm đau nếu có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Cụ thể, sau khi hoàn thành cách ly điều trị tại nhà, người lao động là F0 cần liên hệ với trạm y tế, nơi quản lý, điều trị để xin cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Trạm y tế có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo mẫu. Tiền trợ cấp được tính theo công thức như sau. Mức hưởng bằng 75% nhân với tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ. Như vậy, F0 điều trị tại nhà trong thời gian nghỉ điều trị bệnh được hưởng theo chế độ nghỉ ốm đau. Tuy nhiên, có những trường hợp F0 không có triệu chứng và được doanh nghiệp đơn vị cho phép làm việc online thì vẫn có thể vận dụng theo quy chế trả lương của đơn vị, nhưng nguồn trả sẽ do đơn vị tự chi trả. Thưa quý vị khán giả, nhằm thích ứng với tình hình dịch COVID-19 hiện nay, các trường học trên địa bàn huyện Nari đã linh hoạt trong dạy học nhằm vừa đảm bảo phòng dịch, vừa thực hiện tốt công tác dạy và học cho học sinh. Bắt đầu từ đầu tuần, trường mầm non Côn Minh đón trẻ đến trường sau hơn một tháng nghỉ học. Để không xảy ra tình trạng ùn tắc trước cổng trường, nhà trường phân luồng giờ đón trẻ theo từng nhóm lớp và thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn cho trẻ trước khi vào trường. Đồng thời, nhà trường tuyên truyền cho phụ huynh đảm bảo các biện pháp phòng dịch khi đưa đón trẻ. Nếu như mà trẻ đến trường mà xuất hiện cái nghi là có xuất hiện ca dương tính F0 chẳng hạn thì nhà trường cũng đã phương án là có chỗ để cách ly cho đảm bảo với các lớp và giữa các lớp thì giãn cách. Theo các giờ học thì cũng có giãn cách và đảm bảo công tác khử khuẩn. Từ cuối năm 2021, khi dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát trên địa bàn huyện Nari, các trường học đã chuyển sang học online. Sau nhiều nỗ lực dập dịch của chính quyền địa phương và nhân dân, cơ bản dịch bệnh đã dần được kiểm soát. Các trường học đã chuyển sang học trực tiếp từ ngày 14 tháng 2 vừa qua. Riêng xã Lương Thượng, hiện tình hình dịch bệnh vẫn ở cấp độ 4 và trường tiểu học và trung học cơ sở Lam Sơn, điểm trường mầm non Pan Khe, xã Sơn Thành, đang là khu cách ly điều trị F0, vẫn đang tiếp tục học online. Đối với các trường đã chuyển sang học trực tiếp phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch theo chỉ đạo, trong đó tuân thủ nghiêm ngặt 5K đối với giáo viên và học sinh, nhằm tận dụng thời gian vàng trong giảng dạy và cũng bổ túc thêm kiến thức trong thời gian học online. Các trường học lên lịch tăng cường bổ sung kiến thức cho học sinh. Tuyên truyền và thực hiện tốt cái 5K theo cái hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch. Và nhà trường cũng trước khi đưa học sinh trở lại trường thì nhà trường đã lên lịch đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và phun khử khuẩn các phòng học để cho các em quay lại trường an toàn. Và xây dựng các phương án vừa dạy học trực tiếp và có thể chuyển sang dạy học trực tuyến trong tất cả các hoàn cảnh. Bên cạnh đó, các trường học đã xây dựng phương án cụ thể khi có ca F0 hoặc F1 xuất hiện tại trường, có khu vực cách ly khi cần thiết, đồng thời tăng cường tuyên truyền cho giáo viên, học sinh và phụ huynh hạn chế đến các địa điểm phát sinh dịch khi không cần thiết và tuân thủ thực hiện 5K. Chính vì thực hiện tốt công tác tuyên truyền mà ý thức của học sinh được nâng lên đáng kể, đặc biệt là việc sử dụng khẩu trang khi đến các nơi công cộng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi phần tin trong tỉnh. Bây giờ là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình Thời sự trưa nay.